Cho nên trí tuệ chân thật là lìa khỏi tâm ý thức mới là trí tuệ chân thật. Tự tánh vốn đủ trí tuệ bát nhã, người người đều có. Thế nhưng chúng ta đều không dùng nó. Chúng ta vẫn là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đem trí tuệ bát nhã trong tự tánh của chúng ta biến thành tâm ý thức. cho nên lão sư dạy chúng ta buông bỏ buông bỏ chấp trước buông bỏ phân biệt buông bỏ khởi tâm động niệm trí tuệ bát nhã tự tánh hiện tiền bạn đừng có thể chiếu liễu dạng sự dạng pháp nhìn thấy chân tướng của tất cả pháp chân như chi lý trong đại thừa giáo chúng ta thường nói tánh tướng xử lý nhân quả bạn nhìn thấu bạn thật tường tận rồi Đó gọi là liễu nhân Phật tánh Trên bộ kinh này nói Đối với tự tánh Thanh tịnh viên binh thể Liễu nhân năng liễu Cũng chính là Trí tuệ bát nhã tự tánh vốn đầy đủ Có thể tường tận nó Nó không phải là sinh nhân chi sợ sanh đó là liễu nhân năng minh liễu cái minh liễu này chính là thông thường chúng ta nói minh tâm kiến tánh minh tâm kiến tánh quả chính là thành phật bạn xem thành tựu bát nhã thành tựu pháp thân phía sau còn thành tựu giải thoát Chúng ta xem cái thứ ba Duyên nhân Phật tánh Duyên giúp liệu nhân Khai mở chánh nhân Tất cả thiện căn công đức Đó gọi là duyên nhân Duyên là trợ duyên Giúp đỡ nó giúp đỡ ai giúp đỡ liệu nhân giúp đỡ liệu nhân thì liệu nhân mới có thể khai phát chánh nhân bạn mới có thể chứng được pháp thân bạn mới có thể thấu suốt bát nhã tất cả thiện căn công đức này đều là thuộc về duyên Thế nên chủ này nói đến công đức Đây cũng là rất nhiều đệ tử nhà Phật Luôn luôn thấy sai nó Làm phước đức cho là công đức Các vị phải nên biết Công đức cùng phước đức hoàn toàn khác nhau công là công phu cái gì là công phu trì giới là công phu tu định là công phu vào thời xưa trong nhà phật chúng ta có một vị đại hộ pháp nổi tiếng trong lịch sử là lương võ đế lương võ đế thời đại đó thiền tông ấn độ đạt ma đại sư đến trung quốc đó là tổ sư đời thứ nhất của thiền tông trung quốc chúng ta thiền là do ông truyền đến khi đến trung quốc thì liền gặp lương võ đế lương võ đế là đại hộ pháp của nhà phật đương nhiên xem thấy nước ngoài có một đại đức đến trung quốc để truyền pháp đương nhiên là biểu thị rất hoan nghênh khi gặp mặt Lương Võ Đế khoe khoang chính mình Ở trong nhà Phật đã làm rất nhiều việc tốt Ông cho rằng là công đức Ông đem cống hiến cả đời của ông Đối với nhà Phật Xây chùa miếu Quy mô lớn Hơn 400 ngôi hoan hỷ người xuất gia Giúp đỡ người xuất gia Cũng dừng mấy chục dạng người xuất gia Làm nhiều việc tốt đến như vậy Tổ sư Đạt Ma đến Ông rất hoan hỷ Nói với tổ sư Đạt Ma Công đức của ta có lớn hay không? Ông cho rằng Ông đã làm công đức rất lớn Tổ sư nói ra một lời thành thật Ngài nói thế nào Không có công đức gì Không có công đức Những gì ông đã làm Không có liên quan gì với công đức Nó không phải công đức Lương Võ Đế nghe lời nói này Thật rất không vui liền mời Ngài đi Không chịu hộ trì Ngài nữa Ngài đi đến chùa Thiếu Lâm Quay mặt vào dách quay mặt vào vách chín năm mới gặp được huệ khả đêm pháp này truyền cho huệ khả cho nên huệ khả là tổ thứ hai của thiền tông lương võ đế làm nhiều việc tốt đến như vậy đó là gì vậy Xin nói với các vị đó là phước đức Nếu như ông ấy nói Nếu là hỏi tổ sư Đạt Ma Tôi đã làm nhiều việc đến như vậy Phước đức của tôi có lớn hay không? Chính là phước báo Thì tổ sư Đạt Ma Nhất định sẽ nói rất to, rất lớn Việc này thuộc về phước đức Không phải là công đức Công đức cùng phước đức không như nhau lục tổ ở trong đàn kinh nói thử sự phước bất năng cứu thử sự đại diệt lớn sanh tử à, liễu sanh tử xuất tam giới à, minh tâm kiến tánh thành phật làm tổ đó là công đức phước đức không dùng được cho nên phước không thể cứu phước có thể giúp bạn sanh thiên Bạn không thể ra khỏi sáu cõi luân hồi Việc này phải nên biết Không ra khỏi sáu cõi luân hồi Vậy thì bạn phải nên biết Quả báo đời đời kiếp kiếp Trong sáu cõi Luân hồi Phiền phức rất lớn Cho nên gọi là Hoàng hoàng tương báo Không hề ngừng dứt bạn nói xem cái thứ này có đáng sợ không? Có phiền phức không? Công đức thì không như vậy Công đức là công phu của bạn Thì giới có công Được định là đức Cái đức đó là bởi vì bạn trì giới Do giới được định tu đình có công khai mở trí tuệ là đức đó là thuộc về công đức cái thứ này phải dựa vào chính mình không phải do sức mạnh bên ngoài có thể giúp đỡ được có thể thành tựu được việc này phải nên biết thí dụ chúng ta nói cái nhỏ nhất cái giới nhỏ nhất giới nhỏ nhất này cũng không thể xem nhẹ nó vì sao vậy đó là giới căn bản điện tử quy cảm ứng thiên đều là thuộc về giới luật đều là thuộc về giới rất nhỏ đều là thuộc về giới căn bản bằng nỗ lực mà tu học đó là công phu quả báo là thành tựu đức hạnh của chính mình ngay đời này mang đến cho bạn hạnh phúc mỹ mãn đó là đức Từ trên nền tảng giới rất nhỏ này Mới có thể kiến lập Phật Pháp Bạn thấy Phật ở trong tập thiền nghiệp đạo kinh nói rất hay Mười nghiệp thiện Là xây dựng Trên nền tảng của đệ tử quy Và cảm ứng thiên Không có đệ tử quy Và không có cảm ứng thiên Thì mười thiện Bạn không thể làm tốt được Mỗi ngày đọc thập thiện nghiệp đạo kinh cũng không ít gì. Bộ kinh đó không phải bảo bạn đọc. Không chỉ thập thiện nghiệp đạo kinh, bao gồm tất cả Phật kinh, bạn xem câu sau cùng. Phật dạy những gì? Dạy bạn tính thọ phụng hành. Mỗi một bộ kinh Câu sau cùng nhất định là câu này Bạn phải có thể tin tưởng Bạn phải có thể tiếp nhận Sau đó thiết thực đem nó Áp dụng ngay trong đời sống Đó gọi là phụng hành Bạn biết tụng, bạn biết giảng Bạn không làm được Không ít gì Nói được tốt hơn Nói được hoa trời rơi rụng đó là gì? Đó là việc thuộc về phước báo Chính là công cách gì Giúp bạn thoát sanh tử suốt tam giới Sự việc này là thuộc về phước đức Không phải công đức Việc này không thể không tường tận Chủ này nói Tất cả thiện căn Thiện căn là gì? Các vị học qua ngũ căn ngũ lực Thất Bồ Đề Phần Bác Thánh Đạo Phần Đó là Thiện căn Lại nói với bạn Đi Tử Quy là Thiện căn Cảm ứng Thiên là Thiện căn Thập Thiện Đạo là Thiện căn Bạn thử nghĩ xem có đúng không? Bởi vì những thứ này có thể giúp cho bạn khai trí tuệ. Có thể giúp cho bạn khai mở chánh nhân. Phật đối được rất hay. Tất cả Pháp nhân thiên, thanh văn Bồ Đề, duyên giác Bồ Đề, thậm chí du thượng Bồ Đề, đều là nương mười nghiệp thiện làm căn bản. Mười nghiệp thiện là giới căn bản của nhà Phật. Không luận tại gia xuất gia, tông môn giáo hạ, hiện giáo, mật giáo, đại thừa, tiểu thừa, đều phải từ ngay chỗ này làm khởi điểm, nỗ lực học tập. Ngày đây chúng ta học Phật lơ là giới thập thiện nghiệp đạo kinh. Năm đầu, chúng tôi ở Đại Trung học kinh giáo với Lão Sư Lý. Thập thiện nghiệp đạo kinh là giáo trình cần thiết. Tuy nhiên là tu. Lão Sư giảng, chúng ta ở nơi đó nghe cũng học giảng. Cũng có thể giảng được, vẫn không tệ. Thế nhưng thế nào? Không làm được. Vì sao không làm được? Vì sao người xưa có thể làm được, người hiện tại không làm được? Tôi thường nghĩ đến vấn đề này đã nghĩ rất nhiều năm. Cuối cùng cũng tìm được đáp án. Người xưa từ nhỏ có thể nói, từ khi vừa sinh ra chúng nó đã học thuộc đệ tử quy năm sáu tuổi bắt đầu nhân quả trong cảm ứng thiên đã nói những việc này chúng nó cũng đã học qua chúng vẫn chưa biết chữ vẫn chưa có đi học thì đã có nền tảng rồi Việc này người hiện tại chúng ta gọi là giáo dục đã có gốc. Thời trước không có tên gọi này. Chân thật là khi vừa sanh ra liền được cha mẹ dạy. Cha mẹ thực tiễn đệ tự quy. Chúng xem thấy. Chúng nó mỗi ngày đều xem thấy. Mỗi ngày đều nghe. Từ mới sanh đến ba tuổi, một ngàn ngày. Một ngàn ngày học tập này Gốc rễ bám sâu Bốn năm tuổi tôi tin tưởng Mẹ đến biếu thành hoàng Thắp hương sẽ đi theo Tôi lúc nhỏ chính là như vậy Một năm phải đến miếu thành hoàng Vài lần Mỗi lần đi Mẫu thân nhất định nói với tôi Diêm Dương Điện Thập Điện Diêm Dương Nói với chúng ta Làm việc xấu này Phải chịu cái quả báo này Từ lúc nhỏ đã xem thấy Bức trạm khắc Địa ngục biến tướng đồ Cũng là ghi sâu vào trong lòng Cả đời khởi tâm động niệm Khởi lên ác niệm Đi nghĩ đến cảnh tượng trong địa ngục Cái ý niệm này liền tiêu mất Cho nên Gặp được thập thiện nghiệp đạo Dễ dàng tiếp nhận Có thể làm được không khó Ngày nay vì sao mà khó vậy Vì từ nhỏ Không có người dạy không có người dạy để tự quy, cũng không có cơ hội xem thấy địa ngục biến tướng đồ. Đó là giáo dục nhân quả. Cho nên, thập thiện nghiệp đạo làm thế nào để nghiên cứu? Ngay trong cuộc sống đã tạo thành thói quen. Biết được tốt, cũng thường hay có tâm hổ thẹn thế nhưng cảnh giới hiện tiền thì chính mình không thể làm chủ khởi tâm động niệm lời nói việc làm vẫn còn phạm phải sau khi phạm rồi niệm phật sám hối sám hối rồi ngày mai làm tiếp có thể làm như vậy được sao cho nên chúng ta không thể thành tựu nguyên nhân ở ngay chỗ này vì vậy những năm gần đây chúng ta thấy rồi rất đau lòng cho nên đặc biệt đề xướng ba nền tảng này người xuất gia còn phải thêm một nền tảng người xuất gia ở trong xã hội được người tôn kính vì sao vậy bạn có bốn nền tảng người tại gia ba nền tảng bốn cái nền tảng này là thêm vào sa di luật nghi bốn cái gốc như một cái bàn bốn chân gọi là tứ bình bát ổn không ở trên đây mà hạ công phu vậy thì những gì cả đời chúng ta làm gọi là phật học không gọi là học phật đêm phật pháp làm thành một môn học vấn để nghiên cứu không liên quan gì với sinh tử của chính ta từ trước lão sư nói với tôi đáng sinh tử thế nào thì vẫn phải sinh tử như thế đó không ra khỏi luân hồi chính là trên đạn kinh đã nói phước bất năng cứu làm phật học là phước những việc trong phước đức không phải là công đức thế nhưng y giáo phụ hành đó là công đức cho nên phải làm thế nào Đem nó làm cho được Chân thật biến thành Tư tưởng kiến giải Ngôn luận hành vi gì thì được thọ dụng Đó mới là công đức chân thật Cho nên chỗ này gọi thiện canh. Chúng ta phải rõ ràng Cái gì gọi là thiện canh, Cái gì gọi là công đức y theo duyên nhân Phật tánh có thể thành tựu đức giải thoát pháp thân giải thoát bát nhã gọi là ba đức mật tàng giải thoát là gì giải là giải mở thoát là siêu diệt Giải khai là đối với phiền não mà nói Bạn đem phiền não hóa giải Thoát là gì? Thoát ly sáu cõi Thoát ly mười pháp giới Sáu cõi Là ba loại phiền não Thấy đều đầy đủ Dòng tượng phân biệt chấp trước có thể đem chấp trước giải trừ chấp trước chính là kiến tư phiền não hóa giải kiến tư phiền não thì bạn liền thoát khỏi sáu cõi đó là công đức sáu cõi không còn nữa thế nhưng ở trong cõi phương tiện hữu dư kiến tư phiền não tuy là không còn Họ vẫn còn trần xa phiền não Còn có du minh phiền não Trần xa phiền não Là phân biệt Vô minh phiền não là khởi tâm động niệm. Lại có thể đem những thứ này hóa giải. Không còn phân biệt nữa, thì trần xa phiền não không còn. Không còn khởi tâm động niệm nữa, thì vô minh phiền não cũng không còn. Điện thoát khỏi mười pháp giới. Chủ này gọi là Giải thoát viên mãn Chúng ta rời khỏi sáu cõi luân hồi Gọi là giải thoát phân nửa Cho nên A-la-hán Có phân nửa giải thoát Họ chưa có pháp thân Họ chưa có bát nhã Thoát khỏi mười pháp giới Pháp thân bát nhã giải thoát viên mãn hiện tiền Giải thoát là được đại tự tại Đại tự tại là nói đến cái gì? Trong phổ môn phẩm nói 32 ứng thân của Bồ Tát Quán Thế Âm Đó chính là đại tự tại Ngài có năng lực Ở trong 10 pháp giới Hiện thân Nói pháp giáo hóa chúng sanh đáng dùng thân gì để độ ngài liền hiện thân đó để độ đó là giải thoát hiện ra bất cứ thân gì chính mình không có ý nghĩ nếu chính mình có ý nghĩ mà nói thì ngài không được giải thoát chính mình có ý nghĩ thì sai rồi có ý nghĩ là gì là chúng sanh sáu cõi luân hồi Họ nghĩ đến sáu cõi cũng không thể ra khỏi Ra khỏi sáu cõi Thì không có cái ý nghĩ của mình Có ý nghĩ của chính mình Thì không ra khỏi sáu cõi luân hồi Không hề có ý của chính mình Cái hiện thân đó là gì? Hiện thân là do ý của chúng sanh Trên Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay Tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng Chúng sanh hy vọng Phật đến giúp cho họ Ngài liền hiện thân Phật Chúng sanh hy vọng Bồ Tát Quán Thế Âm Đến giúp họ Ngài liền hiện thân Bồ Tát Quán Thế Âm Chúng sanh hy vọng Bồ Tát Địa Tạng Đến giúp họ Ngài liền hiện thân Địa Tạng Như Không phải chính mình Ta muốn hiện ra cái thân gì đó Không phải vậy Chính mình từ trước đến giờ Không có khởi tâm động niệm Là tâm chúng sanh Tùy theo tâm chúng sanh tự nhiên Mà hiện ra thân tướng cái lý này rất sâu, sự cũng rất huyền, rất không dễ hiểu. Ngay trong những năm gần đây, xem thấy thí nghiệm nước của tiến sĩ giang bổn thắng nhật bản đã cho chúng ta cải thị rất lớn. cái nghi lo này xem là đã được hóa giải. bạn thấy nước, nước là khoáng vật. Nó quyết định sẽ không khởi tâm động niệm Thế nhưng ý niệm của chúng ta Cái ý niệm thiện của chúng ta đối với nó Ta ưa thích Ta rất yêu nó Thì cái tinh của nước rất là xinh đẹp Đó chính là ứng Chúng ta có cảm Nó liền có ứng Chúng ta liền có tâm cảm Nó thì vô tâm ứng Đó gọi là giải thoát Nếu chúng ta có ý niệm bất thiện Ta chán ghét người ta rất hận ngươi Cái tinh của nó hiện ra Sẽ rất xấu Vì trước đó chẳng phải là tùy chúng sanh tâm Ứng sở tri lượng sao Chúng ta từ cái chỗ này Có thể thể hội được Cho nên nó là vô tâm Chúng ta xem thấy thí nghiệm này của khoa học Rất dễ dàng liên tưởng đến Do thời xưa Chưa có phát minh của khoa học kỹ thuật Cũng có người hỏi Thích Ca Mâu Ni Phật Không khởi tâm không động niệm Làm sao có thể tùy chúng sanh tâm Có thể tùy tâm hiện tướng Phật đưa ra trống và chuông làm thí dụ cái này cũng rất tốt phật nói trong cái trống có thứ gì hay không không có trống không việc này mọi người đều biết ngài nói bạn đến đánh vào nó đánh lớn kêu lớn đánh nhỏ kêu nhỏ không đánh không kêu bạn đến đánh vào đó đánh nó là cảm Âm thanh phát ra đó là ứng bật đánh mạnh thì đó kêu lớn Đánh nhỏ thì kêu nhỏ Cũng có thể hiển lộ ra Gọi chuông cũng là như vậy Chuông cũng không có thứ gì Đó là gì? Đó là nói rõ Cảm ứng đạo giao Cảm là chúng sinh có tâm Ứng là chư Phật như lai vô ý Các ngài không có tâm Tự nhiên mà ứng hiện Vì sao có thể ứng Đó chính là đức năng của tự tánh Dũng đủ Thấy đều bao gồm Trí tuệ đức tướng Ở ngay trong đó Trí tuệ đức tướng là tánh đức là trong tự đánh vốn sẵn có chúng sanh mười pháp giới bao gồm chúng sanh địa ngục có cầu ác có ứng vì có lúc chúng ta cũng có cầu không có ứng sự việc này đại sư chương gia vậy chúng ta tôi theo đại sư ngày ba năm mãi cho đến ngày viên tịch ngài nói với tôi phật thì môn trung hữu cầu tác ứng thế nhưng có lúc cũng không ứng vì sao lại không ứng chính mình có nghiệp chướng, không do bên ngoài. Bên ngoài không có chướng ngại, chính mình có nghiệp chướng. Cái đạo lý này sâu. Nếu chính mình tiêu trừ nghiệp chướng rồi, cảm ứng liền hiện tiền. Làm gì có chuyện không ứng chứ? Cho nên chúng ta xem thấy một số đồng tu Đặc biệt là vào lúc có khó khăn Cầu Phật Bồ Tát Có người cũng có được cảm ứng rất rõ ràng Có người không có cảm ứng Có cảm ứng thì Phật Bồ Tát linh Không có cảm ứng thì, thì Phật Bồ Tát không linh sai rồi không phải phật bồ tát linh hay không linh là chính chúng ta có chướng ngại hay không không có chướng ngại thì linh có chướng ngại thì không linh chướng ngại phần nhiều là có hoài nghi ta đến xem thử xem thử xem có linh hay không hay nói cách khác tính tâm không đầy đủ cho nên không có được cảm ứng rõ ràng cái cảm ứng đó rất nhanh một chút hoài nghi cũng không có họ thật tin tưởng những người này luôn luôn xảy ra khi mới học trình độ tri thức không cao đặc biệt là các cụ bà và các cháu chưa trưởng thành bằng tỉ mỉ mà quan sát bằng liền biết được vì sao vậy vì họ thành thật họ nghe rồi không có hoài nghi chân thật là có cầu ác có ứng có cầu ác có ứng phần nhiều là phần tử tri thức khi học phật rồi cũng tin tưởng trong tin có nghi hoặc cho nên luôn luôn là có cầu không có ứng Mỗi lần có cầu đều không có cảm ứng lòng tin của họ bị mất đi phật nói, vậy thì không thể nương tựa họ không thể phản cầu chưa kỹ họ không biết được chướng ngại chân thật ở ngay chỗ nào luôn là đem trách nhiệm này đổ cho người khác họ không biết được phật pháp là tâm pháp ứng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo trên kinh hoa nghiêm nói cho nên chúng ta phải xem trọng tất cả thiện căn công đức mà chỗ này đã nói Đặc biệt là ở người mới học Chúng ta phải xem trọng câu này Phải tu thiện căn, Phải tích công đức Vì sao vậy? Thiện căn công đức là duyên nhân Nó có thể giúp cho bạn khai trí tuệ Có thể giúp cho bạn tương lai chứng pháp thân. Khai trí tuệ chính là giúp liệu nhân. Chứng pháp thân chính là giúp chánh nhân. Cho nên, thiện căn phước đức là vô cùng quan trọng. Ở ngay trong 37 phẩm trợ đạo tứ niệm xứ tứ chánh cần tứ như ý túc ngũ căn ngũ lực thức bồ đề phần bát thánh đạo phận, đều là thuộc về thiện căn công đức những quá trình này ở trong phật pháp không luận đại thừa tiểu thừa đều là quá trình cần phải tu Đó là chúng ta từ Duy liễu nhân Chi sợ liễu Kiệm theo Học tập tam nhân Cùng Tam nhân Phật tánh Việc này Hiểu rõ rồi Chúng ta lại xem Đại sư dẫn Khởi tính luận Một đoạn kinh văn Để làm tác chứng cho chúng ta Khởi tính luận dân Chân như tự thể Hữu đại trí tuệ Quang minh nghĩa cố Biến chiếu pháp giới nghĩa cố Chân thật thức trí nghĩa cố Tự tánh thanh tịnh tâm nghĩa cố Quảng thuyết như bỉ Cố giết Tự tánh thanh tịnh viên binh thể giả Khởi tính luận Là tác phẩm cổ xưa Của Bồ Tát Mã Minh Ấn Độ trong đây nói chân như tự thể chính là tự tánh trong tự tánh vốn dĩ đầy đủ có đại trí tuệ tác dụng của trí tuệ chính là quang minh câu đói này cùng giới trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng chỉ là một ý nghĩa khi Đại sư Huệ Năng Khai Ngộ đã nói nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ Đầy đủ cái gì? Đầy đủ đại trí tuệ quang minh Đầy đủ vô lượng đức năng Đầy đủ vô lượng tướng hảo Đến đoạn sau Chúng ta sẽ đọc đến Đến đoạn thứ ba Dũng tự đầy đủ Việc này chúng ta phải tin tưởng lời nói thì rất dễ dàng tin tưởng thì thật rất khó vì sao vậy chân thật tin tưởng rồi thì bạn sẽ không còn hướng ra ngoài mà cầu pháp nữa hay nói cách khác ngoài tâm mà cầu pháp bạn không còn cái ý niệm này ngoài tâm mà cầu pháp nhà phật gọi là ngoại đạo sau đó bà nghĩ tưởng xem, hiện tại thế gian này có bao nhiêu người học Phật? Có mấy người hướng vào tự tánh mà cầu? Có bao nhiêu người ở ngoài tâm mà cầu? Bà liền biết được Phật pháp vì sao mà suy Mục tiêu phương hướng của chúng ta Thấy đều sai lầm Phật ở nơi đâu? Phật ở Tây Thiên Phật ở thế giới cực lạc Là sai lầm rồi Trong những năm gần đây Chúng ta đề sướng tam thời hệ niệm Hiện tại tam thời khi niệm lưu hành rất rộng Không chỉ ở trong nước Ở nước ngoài cũng rất rộng Có rất nhiều người làm tam thời hệ niệm bạn thấy trong khai thị của thiền sư trung phong nói rất hay tự tánh mi đà duy tâm tịnh độ đó là hướng nội lại nói được càng rõ ràng hơn nói Ngay cái tâm này là a mi đà phật a đà phật chính là cái tâm này Phương này chính là tịnh độ Tịnh độ chính là phương này Nói được rõ ràng đến như vậy Những cách nói này Chúng ta cũng rất quen thuộc Có khởi được tác dụng không? Không khởi được tác dụng Đây chính là nói Chúng ta mê mất đi tự tánh đã quá lâu tuy nhiên chư phật bồ tát tổ sư đại đức thường hay nhắc nhở chúng ta chúng ta vẫn là tập khí cũ tập khí bạn nói xem khó dường nào đó là tập khí thế nhưng khi gặp được cảnh giới tập khí lại khởi tác dụng quên sạch trơn những lời của phật nói tổ sư đại đức nói hay nói cách khác chúng ta vẫn là đang tạo nghiệp vẫn là đang chịu báo từ ngay chỗ này cũng có thể thể hội được tập khí thật rất cứng đầu không thể không xem trọng làm thế nào mới có thể đoạn tập khí đó chính là không ngừng phải nhắc nhở chính mình việc này rất quan trọng đại đức xưa thường hay dạy người đọc sách ngàn lần nghĩa kia tự hiểu phải thường xuyên đọc ôn cũ để biết mới không thể lìa khỏi khi chúng tôi còn trẻ học kinh giáo lão sư nhắc nhở chúng tôi mỗi giờ mỗi phút ngài dùng người múa quyền người ca hát để làm thí dụ ngài nói các vị xem người múa quyền quyền không rời tay mỗi ngày phải luyện người ca hát lời ca không rời miệng mỗi ngày phải ca nên gọi là Sướng ca Mỗi ngày phải ca Người dẫn kinh thì thế nào Ý của lão sư là mỗi ngày phải giảng Ba tháng công giảng thì không thảo Lại nói người nghe kinh Ba tháng không nghe Tâm bệnh tập khí thầy đều bày ra đặc biệt là vào thời đại này thuật ngữ trong nhà phật nói pháp nhược ma cường ma là gì mê hoặc sức mê hoặc của xã hội này quá lớn nếu bạn mỗi ngày không nghe kinh niệm phật bạn có phương pháp gì để chống lại mê hoặc của bên ngoài không cách nào chỉ có ngày ngày đọc kinh ngày ngày niệm phật ngày ngày nghe kinh mỗi giờ mỗi phút nhờ vào kinh giáo nhắc vợ chúng ta chúng ta mới có thể ở trong cảnh giới biết được những việc bất thiện mà tránh đi thế nhưng chuyên nghe kinh thật không dễ hiện tại tuy là có vệ tinh có internet chúng ta sinh hoạt ở ngay trong một ngày có mấy người có được cái cơ duyên này mỗi ngày dự ở trước truyền hình có thể ở trên mạng để xem thật quá ít Lần này tôi từ hồng kông trở lại ngồi chuyến bay trường vinh ngẫu nhiên trên máy bay gặp được hàng biện thuế của họ bán ở trên máy bay xem thấy một tin tức bên trong có một loại nhỏ mô hình nhỏ thiết bị tiếp nhận truyền hình vệ tinh thực tế mà nói chính là máy truyền hình loại nhỏ bao lớn vậy cũng giống như cái điện thoại cầm tay vậy thôi tôi liền bảo cô tiếp viên mang đến cho tôi xem cô không có phải đặt hàng. Chúng tôi liền đặt hàng. Hôm nay gửi đến. Tôi liền giao cho ông tạ kiết điền. Một cái truyền hình nhỏ như vậy thì thật là quá thuận tiện để ở trong túi muốn tìm cái công ty này để họ nghiên cứu xem làm cho chúng ta một cái thẻ truyền hình đặc biệt để cái máy truyền hình nhỏ này chuyên thâu nhận tín hiệu kinh đài giảng kinh của chúng ta những kinh đài khác không nhận được chỉ nhận được kinh đài giảng kinh bây giờ mở ra thì xem thấy Chúng ta có thể giới thiệu cho họ Người ưa thích nghe kinh thì đến công ty đó mua Tôi nghĩ làm ăn của họ nhất định sẽ rất tốt Máy này có thể để ở trong túi Lúc nào cũng có thể mở ra nghe Hiện tại truyền hình vệ tinh chúng ta Phát 24 giờ không gián đoạn Đường mạng cũng không gián đoạn Nghiên cứu thử xem Có thể thu nhận vệ tinh Và đường truyền của chúng ta không những kinh đại khác thì không cần tìm công ty này để họ nghiên cứu mở rộng đây là việc tốt có được thiết bị như vậy rồi thì rất thuận tiện cho chúng ta mỗi ngày chúng ta nghe kinh có thể không gián đoạn có thời gian thì liền mở ra xem nó có thể nghe được âm thanh cũng có thể thấy được hình ảnh rất là thuận tiện hiện tại thế giới này người giảng kinh quá ít may mà có thiết bị như vậy cho nên tôi cũng rất muốn tìm một nơi thanh tịnh để định cư cả đời phiêu bạt phiêu bạt đến 80 năm rồi. Hy vọng có thể định cư lại. Có giai đồng tu cùng chí hướng. Ưa thích Kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta cùng nhau học Kinh Hoa Nghiêm. Tương lai, Kinh Hoa Nghiêm còn có người tiếp tục giảng thì tốt. Hoa Nghiêm là Pháp Luân căn bản của nhà Phật. Tiên sinh phương Đông Mỹ đã giới thiệu cho tôi từ rất lâu. Ông nói Hoa Nghiêm là triết học khái luận Phật Kinh. Nó bao gồm tất cả Phật Pháp trong đó. Giáo nghĩa của các tông các phái đều ở trong bộ Kinh này. Học được Hoa Nghiêm rồi. Hãy nói cách khác, điện tích của các tông các phái bạn đều có thể thông đạt. Cho nên bộ kinh này tuy là dài Nhưng nó rất quan trọng Có được mấy đồng tu Cùng chí hướng tìm một đôi nhỏ nhỏ Số người không vượt quá 10 người Đây là lão sư lý dạy cho tôi 10 người trở lên Tinh thần thể lực Thời gian Bạn không thể quan tâm hết 10 người trở xuống Thì có thể vượt qua 10 người thì không thể quan tâm hết sẽ học không tốt cho nên số người càng ít càng tốt đương nhiên lý tưởng nhất không nên vượt quá 7 người Phật Pháp thường dùng số 7 biểu thị viên mãn không có được 7 người hai ba người cũng không tệ cũng là rất khó được đây là một việc tốt nếu không nỗ lực mà làm đích thực phật pháp về sau không có người kế thừa đó là chỗ chúng ta chân thật lo lắng tự tánh đầy đủ trí tuệ quang minh đầy đủ đức năng tướng hảo phía sau nói biến chiếu pháp giới nghĩa câu nói này thực tế ra mà nói chính là tướng hảo tướng hảo là pháp giới biến chiếu chính là phía trước đã nói duy liệu nhân chi sợ liễu trí tuệ của bạn khai mở chiếu kiến Pháp giới hư không giới Mới biết được Chân tướng Pháp giới hư không giới Cái chân tướng đó Chính là Phật Pháp nói trang nghiêm Trên Kinh Hoa Nghiêm nói Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Chữ nghiêm sau cùng đó là trang nghiêm Người xưa Trung Quốc chúng ta gọi Trang Nghiêm là Chí ư chí thiện Chí thiện Không có chút gì kém khuyết Chủ này đến thứ ba phía sau Ý nghĩa hoàn toàn hiển lộ Chân thật thức tri nghĩa cố Đó không phải là giả Chân thật nhận biết đó đó là đức trong tự tánh vốn dĩ đầy đủ đại đức tự tánh thanh tịnh tâm nghĩa cố đó là bao gồm minh tâm kiến tánh câu thứ nhất đều nói rõ tự tánh thanh tịnh trước giờ không bị ô nhiễm quản thuyết như bỉ quản là tị mỹ nói rõ ra ở trong đại thừa khởi tín luận quốc sư đem mấy câu này trong đại thừa khởi tín luận làm thành một đoạn tổng kết này nói cố giết tự tánh thanh tịnh Duyên minh thể giả quay lại nói rõ cho nên gọi đó là tự tánh thanh tịnh viên minh thể danh là giả danh không nên chấp trước danh từ phải chân thật biết được chân thật nghĩa của nó đó là cần yếu danh là giả danh tướng là huyện tướng Danh cùng tướng đều không quan trọng Bạn phải từ trong danh cùng tướng Thể hội được Nó vĩnh hằng bất biến Tánh thể Tánh đức Tác dụng của tánh Vậy thì bạn thật Đã học được Đoạn thứ nhất này chúng ta chỉ học tới đây thôi cảm ơn mọi người chỉ đạo phiên dịch pháp sư ngộ thông tịnh tông học hội úc châu cận dịch vọng tây cư sĩ địa chỉ email vọng tây cư sĩ a còng gmail com diễn đọc phật tử thiện quang nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh vì nước cực lạc nguyện đem công đức đầy trang nghiêm cõi nước Phật Trên đền bốn ân nặng Dưới cứu khổ ba đường Nếu có người nghe thấy Đều phát tâm bồ đề Hết một báo thân này Đồng sanh về nước cực lạc